Trường mầm non xã Hưng Phú, niềm vui của trẻ, niềm tin của cha mẹ. Xin chào các con, chào mừng các con đến với chương trình Bé Vui Học Toán ngày hôm nay. Đến với chương trình, các con sẽ được nhận biết nhóm số lực 3. Trước tiên, các con cùng cô đi tham quan vườn bách thú nhé. Đã đến vườn bách thú rồi. Các con nhìn xem ai đây? Bạn Sóc. Bạn Sóc hái được bao nhiêu quả táo? Cùng điểm với cô nào. 1. Có tất cả 1 quả táo. Còn bạn Gấu được mấy chiếc lá? Cùng điểm với cô. 1. 2. Có tất cả 2 chiếc lá. Bạn Khỉ hái được bao nhiêu quả chuối? Điểm cùng cô nào. 1. 2. Có tất cả 2 quả chuối. Đây là con gì? À, con thỏ. Bây giờ cô sẽ xếp tất cả các bạn thỏ ra theo một hàng ngang từ trái sang phải. Cùng đếm với cô số thỏ. 1, 2, 3. Có tất cả 3 bạn thỏ. Cô có gì nữa đây? Củ cà rốt. Cô xếp 2 củ cà rốt tương ứng phía dưới chú thỏ nhé. Nhìn xem nhóm thỏ và nhóm cà rốt như thế nào với nhau. Đúng rồi, nhóm thỏ và nhóm cà rốt không bằng nhau. Nhóm nào nhiều hơn? À, nhóm thỏ nhiều hơn vì có một chú thỏ không có củ cà rốt. Vậy, muốn nhóm cà rốt bằng nhóm thỏ thì chúng ta phải làm sao? Đúng rồi, thêm một củ cà rốt nữa. Các con hãy thêm cùng cô nhé. Cùng đếm xem có bao nhiêu củ cà rốt. 1, 2, 3. Có tất cả là 3 củ cà rốt. Con có nhận xét gì về số lượng hai nhóm? Chính xác, số lượng của hai nhóm đều bằng nhau. Đều bằng mấy? Bằng 3. Để chỉ số lượng 3, cô có thẻ số 3. Các con lắng nghe cô đọc nhé. Số 3, số 3, số 3. Cô đặt thẻ số 3 cho nhóm thỏ và nhóm cà rốt nhé. Bây giờ cô cất đi 2 củ cà rốt, còn lại mấy củ cà rốt? Còn 1 củ cà rốt. Bây giờ hai nhóm như thế nào so với nhau? Không bằng nhau. Bây giờ cô muốn nhóm cà rốt bằng với nhóm thỏ thì phải làm sao? Thêm vào 2 củ cà rốt, hãy đếm lại số cà rốt. 1, 2, 3. Cho 3 chú thỏ tất cả củ cà rốt nhé. Nhìn xem cô làm gì với 3 chú thỏ nhé. Chia nhóm thỏ thành 2 phần, nhà màu đỏ có 2 chú thỏ. Nhà màu vàng có 1 chú thỏ. Đây là cách chia 2-1. Nhắc lại cùng cô, cách chia 2-1. Bây giờ hãy cho các bạn nhỏ về chung một nhà. Sau khi các bạn thỏ về chung một nhà thì nhóm thỏ được bao nhiêu bạn? À, được 3 bạn đó các con. 1, 2, 3, có tất cả 3 bạn thỏ. Với số lượng 3, chúng ta có thể có một cách chia đó là 2, 1 hoặc là 1, 2. Các con rất giỏi, hãy cùng tham gia trò chơi tìm nhanh đáp lẹ. Hãy giúp bạn mèo chọn nhóm con vật có số lượng 3 nhé. Đúng rồi, bé rất giỏi. Tìm thẻ số phù hợp với nhóm con voi. Thật tuyệt vời, bé đã chọn đúng. Tìm đồ vật cùng loại để được số lượng 3. Đúng rồi, bé rất giỏi. Đâu là cách chia đúng cho nhóm 3 con ong? Thật tuyệt vời, bé đã chọn đúng. Vừa rồi, các con đã được nhận biết số lực 3. Với bài học này, cô hy vọng sẽ giúp các con những kiến thức hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các bài học sau nhé.